Ok, chúng ta sẽ đấu thử Đức 2051. Bỏ luôn. Vâng, cầu thủ Philippines. Rồi, mình lên hậu để tránh cho tượng của đen lao lên. Rồi tượng mình lao lên. Lên tốt đi. Rồi, nhập thành gần cho an toàn. Ra về mã đẩy hai nước cơ mà phí nước quá. Đấy, cuộc tấn công thiểu số nó sẽ là như vậy. Thôi, coi như chấp đen một nước. Vào đấy á. Chơi nốt. Rồi, con mã đứng ở đây là quá đẹp rồi. Lên đây à? Lên đây thật. Chưa biết làm gì. Này lên đây vậy. Rồi, mình đã biết là đen sẽ chạy hậu ra đây rồi. Lại ra đấy. Con này ai giữ? Con này ai giữ chính là con tốt yếu trong thế trận mà chúng ta được tạo ra bởi cuộc tấn công tiểu số. Tuyệt vời, bây giờ đen sẽ phải chạy tượng. Chạy đi đâu đây? Lên đây đuổi hậu, không chạy. Quá là bất ngờ. Vâng. Tưởng thế nào. Mình sẽ làm ván 3 phút đi cho nguy hiểm. Vâng, cầu thủ Philippines đánh 3 phút mà anh... Vâng, anh bỏ game. Bỏ. Vâng, đối thủ Việt Nam. Ok bro. Ván này thắng hay thua mình cũng phải đăng thôi. Cũng gì. Ấy giờ
Không ăn. Giờ thì ăn. Lên đổi tượng. Có vẻ trắng cũng khá thuộc bài. CTC cũng thuộc bài. Khoai rồi. Rồi, mình sẽ chui con mã vào đây. Xem đen làm gì. Lao mã lên đấy. Ăn thì mình sẽ ăn tốt lên và thành tốt thông. Quá đẹp luôn. Lên mã đấy. Rồi, con gì giữ con tốt này? Nó một câu hỏi cho đen. Và không hề vớ vẩn. Vào đây thì sao? Thì thằng xe đã. Thằng đến nơi rồi. Rồi, mình vẫn tiếp tục đe dọa và tốt ở C6. Đen căng. Vâng, khi đối thủ khen mình đánh hay thì mình chỉ cần cảm ơn thôi. Chúng ta không cần phải giải thích lòng vòng. Kể ra mình chiếu ở đây xong cắm xe xuống bẫy hậu thì cũng cũng được ấy. Ok, như vậy là có vẻ như đen đã buông xuôi rồi. Bây giờ chuyển sang chế độ là chát chít khỏi đánh nữa. Anh đánh lại được không? Thực ra là anh phải làm video em ạ. Chắc là chỉ đánh thế thôi.